Cách hoạt động của Staking 2.0 trong Antima. Chúng tôi xin giới thiệu Stake 2.0 trên Smart Blockchain. Việc sử dụng Staking 2.0 sẽ cho phép bạn mở rộng khả năng của mình và khiến việc làm việc với Smart Blockchain thậm chí còn mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn biết Staking là gì, nó được triển khai như thế nào trong Smart Blockchain và những lợi ích chính mà bạn sẽ nhận được. Staking trên blockchain smart là quá trình trong đó người dùng đóng băng coin smart của họhọ để duy trì hoạt động của mạng và nhận các tài nguyên mạng quan trọng cho việc đầy bandwidth, băng thông và energy, năng lượng. Chúng cần thiết để thực hiện các giao dịch với hợp đồng thông minh và các giao dịch khác. Quản lý staking diễn ra trong smart wallet. Giống như trong tất cả các sản phẩm Antima, giao diện staking đơn giản và trực quan nhất có thể. Để bắt đầu staking, bạn chỉ cần thực hiện một vài bước, chọn thứ bạn muốn nhận, bandwidth hoặc energy, sau đó đóng băng coin smart của bạn. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao cả hai loại tài nguyên đều được sử dụng trong blockchain của chúng tôi. Bandwidth trong blockchain smart là tài nguyên cần thiết cho tất cả các giao dịch trên mạng. Khi thanh toán các giao dịch bằng bandwidth, bạn không cần phải trả phí bằng smart. Trong blockchain smart, mỗi người dùng có 1.500 đơn vị bandwidth mỗi ngày, cho phép người dùng thực hiện một số lượng giao dịch miễn phí nhất định. Khi bạn thực hiện giao dịch, một ít bandwidth của bạn sẽ được sử dụng. Khi sử dụng hết bandwidth hiện tại để thực hiện các giao dịch mới, token smart sẽ bị trừ như phí mạng. Energy trong blockchain smart là tài nguyên được sử dụng để thực hiện tất cả các hành động với hợp đồng thông minh, splitting, giao dịch với split, token Antima, 5 energy giống như nhiên liệu cho hoạt động của hợp đồng thông minh. Nếu bạn hết energy, bạn sẽ phải trả phí bằng coin smart để thực hiện các giao dịch với hợp đồng thông minh. Tùy thuộc vào quy mô giao dịch, bạn có thể bị tính phí lên tới 10.000 smart. Tài nguyên được tích lũy cho việc staking như thế nào? Tài nguyên, bandwidth và energy chỉ có thể được sử dụng khi smart được staking. Đồng thời, bạn có thể bỏ đóng băng coin bất cứ lúc nào. Sau khi bạn bỏ đóng băng smart, tài nguyên của bạn sẽ được đặt lại về không và bạn sẽ phải thanh toán smart cho các giao dịch. Sau khi bỏ đóng băng trong 2 tuần, coin smart đã staking vẫn không thể rút được. Sau 2 tuần, chúng có thể được rút về ví smart. Lượng tài nguyên trong ví được cập nhật trong vòng 24 giờ tùy thuộc vào thông số trên mạng. Việc tính toán được thực hiện theo công thức sau. Số lượng coin smart bạn đã staking cho một tài nguyên được chia cho tổng số coin staking cho một tài nguyên nhất định trong mạng và nhân với giới hạn hàng ngày. Giới hạn hàng ngày đối với tài nguyên energy hiện là 90 tỷ đơn vị năng lượng, đối với bandwidth 43,2 tỷ. Staking là một công nghệ giúp mở rộng đáng kể khả năng của người dùng. Staking cho phép bạn tham gia tích cực vào vòng đời của blockchain, giúp nó phát triển và làm cho smart blockchain trở nên an toàn hơn nữa. Điều quan trọng nhất đối với người dùng là staking mang đến cho bạn cơ hội tiết kiệm hàng nghìn smart trong các giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm chi phí splitting xuống không. Đây là một cơ hội duy nhất mà tất cả người dùng chắc chắn nên tận dụng.